Ở hướng Tây của thế giới hải hoa tạng trang nghiêm lại có một thế giới hải tên là Khả Ái Lạc Bảo Quang Minh. Ở trong thế giới đó lại có một cõi nước tên là Xuất Sinh Thượng Diệu Tư Thân Cụ, tức là ngũ cốc và trái cây nuôi dưỡng thân thể. Ở trong cõi nước đó lại có một vị Phật hiệu là Hương Diễm Công Đức Bảo Trang Nghiêm. Ở trong đại chúng hải hội của vị Phật đó có một vị Đại Bồ Tát tên là Nguyệt Quang Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Ngài và các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi của thế giới hải ở phương Tây, đều cùng nhau đi đến Bồ Đề Đạo Tràng. Mỗi vị Bồ Tát đều ở trong hư không, hiện ra 10 thứ mây lầu cát, tất cả hương báu và hoa quý đều trang nghiêm lầu cát. Có vô số Bồ Tát, nhiều như hạt bụi, hiện ra lầu cát, nhiều như hạt bụi, đầy khắp trong hư không mà chẳng tạp loạn, chẳng bao giờ tan mất. Lại hiện ra 10 thứ mây lầu cát, vô biên sắc tướng bảo vương.